Hello, xin chào toàn lòng mình nhá. Shop điện tử công nghệ cao hotline 0865618226. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 30W nhé. Thì đối với con bóng đèn dạng đông thì đơn vị nhà mình đang có hai loại, một loại có công suất là 20W và một loại là công suất là 30W. Đó, thì công suất 20W thì giúp bạn có thể là quay trong một cái căn phòng diện tích khoảng tầm 25-30m2, còn 30W thì các bạn có thể sử dụng trong một cái căn phòng diện tích khoảng 40-50m2 nhé, được rất là rộng bởi vì cái mẫu bóng đèn dạng đông này nó rất là sáng. Đó, thì mắt camera được đơn vị nhà mình là độ chế vào bên trong này các bạn nhé. Phần cái bóng đèn dạng đông này bậy ra rất là khó nhé, nên là mình đã bậy ra sẵn ngay rồi, để chỉ là mình chỉ cần chụp vào là xong thôi. Thì khi mà các bạn mua hàng nhận hàng về thì các bạn chỉ cần bật mạnh ra nhé, bật mạnh ra là nó sẽ bật cái vỏ này ra, và sau đó các bạn bật cái công tắc ngồi bên trong là xong. Đó, thì mắt camera được đơn vị nhà mình là độ chế vào bên sườn như này. Đó, giúp bạn khi mà các bạn quay lên tường xong nhé, các bạn gắn lên tường thì mắt camera sẽ chĩa thẳng xuống như này. Đó, rất là tiện lợi nhé. Đó, và đơn vị nhà mình cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn, để giúp bạn thể là giám sát nhà cửa xem có trộm cắp vào nhà hay không, cũng như các bạn muốn giám sát bảo mẫu xem là có đánh đập con cái các bạn hay không này, giám sát vợ, giám sát chồng xem có dẫn bồ bịch về nhà ngoại tình hay không, thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này. Đó, quay trong nhà thì rất ok nhá. Thì bạn nào đang có nhu cầu cần độ chế camera, cũng như có nhu cầu là cần mua cái camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này, thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn đây. Và các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi các bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Đó, và khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Thì bước đầu tiên thì bạn sẽ tải cho mình ứng dụng là lock cam và điện thoại này. Tiếp theo thì bạn sẽ khởi động camera lên. Là bên trong camera sẽ có một cái công tắc nguồn bên trong nhé. Các bạn bật sang on này. Thì cái camera sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu, và lại có chữ G một vài số là không mật khẩu. Thì các bạn sẽ kết nối wifi đó vào. Đó, và tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lock cam này. Các bạn chọn vào mục là cancel để xem này. Như là bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách các bạn thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Thì ở trong này có rất là chi tiết rồi nhá, và các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể sử dụng ok. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 30W này, và sau đó sẽ hướng dẫn mọi người cũng như là test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế nhá. Nó thì mẫu bóng đèn dạng đông này thì khi mà các bạn bật lửa bóng đèn ra nhé, thì bạn sẽ nhấc cái phần sáng ra này. Thì ở bên trong đây sẽ là cái phần thân camera nhé. Nó phần thân camera đây thì các bạn sẽ thấy nó có một cái công tắc bật mở này. Đó, các bạn sẽ gạt cái công tắc vào chỗ có chân cắm sạc như này thì là camera đang hoạt động. Còn khi mà các bạn gạt ngược lại sẽ là tắt đi nhé. Đó, đây sẽ là nút reset này. Thì khi mà camera các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém thì bạn sẽ dí liền vào nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. Đó, thì ở đây mình sẽ bật công tắc nguồn lên này. Đó, thẻ nhớ mình gắn sẵn bên trong rồi nhá. Đó, khi mà các bạn bật công tắc nguồn xong các bạn để nóng vào. Đó, sau đó các bạn sẽ gắn cái phần trục bên trên này thôi. Đó, như này là camera đang hoạt động nhá. Đó, và cái camera này thì khi mà không cần bật sáng vào bóng đèn thì camera vẫn có thể vẫn có pin bên trong nhá. Và các bạn đây mình sẽ test cho mọi người chất lượng chiếu sáng này. Các bạn sẽ xoáy lửa bóng đèn mà. Bạn xoáy vào như này cho bạn sẽ cắm bằng nguồn điện thôi. Đó, cắm bằng nguồn điện 220 nhé. Các bạn sẽ thấy là chất lượng bóng đèn nó vẫn sáng như bình thường các bạn nhé. Đây mình sẽ bỏ ra này. Đó, và mình đã bật cái công tắc nguồn bên trong rồi các bạn nhé. Tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera này thì các bạn chỉ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Tải cho mình ứng dụng là lock cam điện thoại. Thì bạn nào sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store này tải. Bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cả là Safari để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lock cam điện thoại rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Tiếp theo thì bạn hãy chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F, là có chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu nhé. Thì các bạn sẽ kết nối Wi-Fi đó vào. Nó đi quả pin bên trong này các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng tầm 10 tiếng mất pin nhé. Đó, thì khi mà các bạn kết nối wifi xong thì nó sẽ hiển thị cho mình.
Các bạn đợi một chút này, kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài. Mà tiếp theo thì bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là Nóc Cam, các bạn vừa tải về. Các bạn chọn cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn cancel xong thì trên này sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online màu xanh, sau đó tiếp theo thì bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đây, mình để cam hình trước này. Đó, chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này thì rất là ok bạn nhé. Này, để tắt camera. Đó, tiếp theo thì bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh nhé. Đó, bạn bật cái loa này. Alo lô. 1, 2, 3, 4, alo lô. Đó, cái tiếng bão âm lạnh như vậy là khi mà camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé. Còn khi mà bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bão âm như vậy nó sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó, cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn hãy chọn vào bên cạnh máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì các bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong ứng dụng là Nóc Cam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn chỉ cần để nguyên như vậy thôi. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của ảnh nha. Các bạn có thể là cho ánh sáng cao lên này, cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi. Rồi mình sẽ để chế độ ở giữa nhé. Đó, hình quả cầu đây là chỉnh màu nhé, màu đậm này. Đó, màu nhạt đi này. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa này cân bằng nhé. Đó. Tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi mà bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, rất là xa. Mà khi mà bạn quay ban đêm thì mắt cam sẽ không bắt ánh sáng hết nhé. Đó, hồng ngoại là đen. Nó không bắt ánh sáng hết. Các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn độ phân giải của ảnh ở đây. Thì độ phân giải tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, thì độ phân giải 4K rất là ok này. Đó, cam di chuyển từ đâu là nhảy từ đó này. Đó, rất là nét nha. Đó, thì vừa rồi mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 30W. Tiếp theo thì mình sẽ vào cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là Nóc Cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt này. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là device setting. Thì mục Modify Device Password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là Old Password, ở đây là 123456 này. New Password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SD Card Setting này, sẽ là mục giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Ở đây nó sẽ có mục là Auto Record này. Auto Record là một hình 24x24. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này các bạn bật nguồn công tắc bên trong lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, Alarm Record là một hình khi có chuyển động, là chỉ cần có người di chuyển qua mắt cam thì cam nó sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Còn khi mà không có người di chuyển qua thì cam nó sẽ không lưu. Đó, Video Duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 10 phút đi thì các bạn giờ đủ 10 phút thì cam sẽ lưu cho các bạn một file video vào trong thẻ nhớ nhé. Đó, còn khi mà các bạn chọn là 3 phút, 5 phút, 30 phút thì cam sẽ tự động lưu video gần đó phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó. Và total đây sẽ hiện là cái dung lượng bộ nhớ của camera có bao nhiêu sẽ bên trên. Đó, 29806MB. Đó. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video mà còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới này nhé. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là cancel nhé. Đó, tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam bóng đèn dạng đông này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo thì bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Thì bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 30W. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226.
cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.